cả các bản tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nổi bật nhất 24 giờ qua ngày 17 tháng 2. Đại án tham ô tại Vinasim, bố con Giang Kim Đạt hầu tòa. Hôm nay ngày 16 tháng 2, Tòa án dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt cùng với 3 bị cáo liên quan về tội tham ô tài sản và tội rửa tiền. Cụ thể, các bị cáo Trần Văn Liêm, sinh 1955, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Vận tải Biển Dương Vinasim; Trần Văn Khương, sinh 1951, nguyên kế toán trưởng Vinasim; Giang Kim Đạt, 1980, nguyên thiền trưởng phòng kinh doanh Vinasim, cũng bị xét xử về tội danh tham ô tài sản. Riêng bị cáo Giang Văn Hiển, sinh 1950, bố đẻ của Giang Kim Đạt, cũng bị xét xử về tội rửa tiền. Cáo trạng chia tố các bị cáo thể hiện từ tháng 7 năm 2006 cho đến tháng 3 năm 2007, Trần Văn Liêm đã ký hợp đồng mua 3 tàu Vinasim, đồng thời giao cho Giang Kim Đạt thực hiện đàm phán mua con tàu trên. Tiếp viên khỏa thân kích dục cho khách trong tiệm massage. Đêm ngày 15 tháng 2, đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội đã phối hợp với đội 6 phòng chống tệ nạn thuộc phòng cảnh sát hình sự công an TP.HCM đã triệt phá 2 ổ kích dục núp bóng massage. Vào khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 2, lực lượng đoàn 2 cùng với trinh sát đội 6 đã ập vào tiệm massage Huyền Long tại số 182 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và số 1005 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hai điểm trên do bà Đặng Thị Cà Xôi làm chủ. Tiệm massage Huyền Long mang danh nghĩa là công ty y học cổ truyền nhưng hoạt động kích dục massage kiểu Thái. Khi khách vào massage, các nhân viên buôn lời dụ dỗ cho khách thỏa thân, hay còn gọi là massage kiểu Thái. Những tình tiết lần đầu tiết lộ về điều tra vụ sát hại cô gái bỏ trong bao tải. Chúng tôi đã tìm tới nhà Trần Thị Thanh Hoàng, thường gọi là Hồng. Cô gái bị sát hại nhét vào bao tải, vứt ở bãi cỏ ven đường tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, mà báo chí đăng tải mấy ngày nay vào chiều muộn ngày 9 tháng 2. Không khó để tìm được nhà cô gái xấu số này, hỏi thăm ba mẹ cô, trong khu vực chẳng ai không biết. Ngoài biệt danh thể hiện sự ốm yếu, nhà cô còn khá nổi tiếng vì nghèo. Cũng vì cái nghèo mà cô gái này phải đi làm ăn xa. Căn nhà siêu vẹo của Hoàng nằm ở mép phía sau căn nhà khác ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Mẹ và chị gái cô, một vài người thân của cô đã mướn sư thầy đi xuống tận Đồng Nai rước hồn cô về. Bắt trạm phó kiểm lâm lái xe xứ hợp đông chết bé gái chính tử. Ngày 16 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an ở xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Nghĩa, 40 tuổi, trạm phó kiểm lâm Đá Trong, huyện Ba Vì, Hà Nội, để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Nghĩa bị cho là điều khiển chiếc ô tô tông chết bé gái 9 tuổi và làm một vài người khác bị thương hôm ngày 8 tháng 2. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và subscribe.